Mình tưởng con này nhiều chat nhưng mà thực ra thì nghe thấy cũng khá là ấm nha các bạn. Và đặc biệt là cái thiết kế của nó này, âm thanh nó sẽ bị vòng trong loa này, nghe cũng ấm phết các bạn ạ. Biệt chỗ này vào thì khí nó mạnh hơn, bass mạnh hơn. Em này nghe live là cực đỉnh luôn. Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Thủy Văn TV và hôm nay lại tiếp tục cái chuyên mục chế đồ theo yêu cầu của các bạn. Thì hôm nay thì có một cái bạn Pro Phúc, đấy, anh chế loa đi. Lâu rồi mình cũng chưa có chế loa và hôm nay thì mình sẽ tiến hành quyết định chế một cái loa hơi bị khủng khiếp, giá hơi bị khủng khiếp các bạn. Hôm trước thì mình có đi Nhật Tảo và mua được một cái đôi loa 40k và hôm nay thì mình sẽ tiến hành thiết kế cho nó một cái bộ loa 3D nha các bạn. Các bạn hãy cùng theo dõi xem là cái video này của mình nó sẽ như thế nào nha các bạn. Ok, bắt đầu. Mình sẽ qua đây xem có cái gì hay không. Đấy, các bạn sạc dự phòng cả rổ. Mấy cái đồ linh tinh nha các bạn. Chắc là mình sẽ hốt thêm vài con loa hôm nào về chế loa Bluetooth nha các bạn. Mấy con loa này chắc là hàng Tháo TV ra các bạn. Đấy, con này to đùng các bạn. Mấy con loa này nhìn vậy thôi nhưng mà anh em lấy về vệ sinh lên Shopee bán cũng phải tầm 100.000 nha các bạn, 80-100 nha. Đấy, mình sẽ kiếm mấy con nó chất chất tí. Đấy, con này chẳng hạn này các bạn. Dí thử nhún nhún là ok các bạn nhé. Hàng này là hàng nó không bao sống đâu các bạn. Hên xui đấy, mua gọi là hên xui đấy. Nhưng mà anh em cầm cái đồng hồ đo đi là ổn à. Đó các bạn. Kiếm con nào nó chất chất một tí đây các bạn. Nhún nó vẫn còn rất là dẻo ấy. Thì khả năng sống cao các bạn. Đây, mình sẽ lấy con này này. Kiếm thêm một con giống giống thế nữa các bạn nhé. Đó. Hai cháu. Hai con loa này là loa toàn giải nha các bạn. Chơi nhạc nào cũng được. Cặp này bao nhiêu anh Danh? Hai cái đó hả? 40 anh.
Ok các bạn, vậy là mình đã hoàn thành xong một cái chiếc loa Bluetooth cực kỳ là chất nha các bạn. Sau một thời gian khá là dài, nguyên cái thời gian in của cái bốc loa này nó tầm khoảng gần 200 tiếng rồi nha các bạn. Đó, gần 200 tiếng in xong cái bốc loa này, rất là to nha các bạn. Và cực kỳ là nặng luôn các bạn. Nguyên cái bốc loa này là in rất là lâu các bạn. Đây, đằng sau thì nó sẽ có cổng sạc và cái công tắc nguồn nha các bạn. Và khi mà sử dụng hết pin thì nó sẽ sử dụng cái sạc của thằng Makita nha các bạn. Bởi vì cái này thì mình lấy trực tiếp pin của thằng Makita, nên là nó sẽ sử dụng sạc của Makita nha các bạn. Đó, cắm vào đây. Khi mà hết pin các bạn nhé, rất là xịn xò luôn. Đó, có đèn báo khi đầy luôn. Đầy thì nó sẽ chuyển sang màu xanh nha các bạn. Đấy, hiện tại thì nó đang màu đỏ này. Đấy, không sạc nữa thì mình tút ra, mình bật nguồn lên. Đây, hoặc là mình có thể vừa cắm sạc vừa bật nguồn nha. Bluetooth mode. Đó, con loa này thì nó sẽ sử dụng Bluetooth 5.0, rất là xịn sò trên cái mạch này. Và gần trên này thì mình đã thiết kế một cái volume để dễ dàng điều chỉnh hơn. Ngoài ra thì nó còn có tích hợp cái cổng USB ở đây. Thì mọi người có thể sử dụng một cái USB có cóp nhạc hoặc là gì đó thì mọi người có thể cắm trực tiếp vào đây để còn nghe nhạc qua USB nha các bạn. Đấy, anh em thấy xịn chưa? Cái USB này thì nó hơi dài, nó lòi ra, nhưng mà với nhiều cái đầu đổ thẻ thì nó rất là ngắn, thì các bạn có thể giấu ở sâu trong này thì có thể nghe bằng cái thẻ nhớ nha các bạn, hoặc là USB. Và cái này thì nó có Bluetooth luôn, nên là mình sẽ kết nối Bluetooth cho anh em xem luôn nhá. Đây, hôm nay thì mạnh dạng sử dụng nhạc trên YouTube các bạn nhá, không biết là có ăn bản quyền hay không, mời mọi người hãy thẩm âm con này nhá. Loa con này thì đặc biệt là loa giá siêu rẻ các bạn nhá. Con này thì không phải là siêu bass, con này là nhiều chét, nhưng mà nghe những cái loại nhạc mà chill chill khá là hay. Còn nghe remix thì chắc là phải đầu tư một em loa khác các bạn nhé. Chỉnh âm lượng các bạn nhé, cực kỳ đỉnh luôn anh em ạ. Chỗ này mà độ thêm cái gọi là đèn red RGB nữa thì chất hơn các bạn. Đó, chỗ này độ thêm cái red RGB cho nó nhảy nhụng các thứ rất đẹp. Tại vì đây là cái vỏ trong suốt mà các bạn có thể nhìn thấy trong suốt ở bên trong. Thêm một cái dây RGB nữa vào thì hết nước chấm các bạn. Anh em thấy sao về cái bản này? Cặp loa 40.000 nha anh em. Cặp loa 40k. Về quê ăn đông nước mênh mông, những đóa lúc mình tìm ngất ngân tình. Về nơi đây rồi đi chăng nỡ, bao năm đất mẹ chung bồi phù sa. Càng lên cao ngày xưa bên cánh phong, bao ấm môn tiếng ru ơi à. Rất là to nha các bạn, rất là to, và đây chưa phải là âm lượng to nhất. Mình tưởng con này nhiều chép, nhưng mà thực ra thì nghe thấy cũng khá là ấm nha các bạn. Và đặc biệt là cái thiết kế của nó này, âm thanh nó sẽ bị vòng trong loa này, nghe cũng ấm phết các bạn ạ. Biệt chỗ này vào thì khí nó mạnh hơn, bass mạnh hơn. Em này nghe live là cực đỉnh luôn. Ok các bạn, mạnh dạn test thêm một cái bài test bass nha các bạn. Đây, xin phép chủ kênh là cho em test tầm mấy giây thôi nhá. Đấy, đừng oánh bản quyền của em nhá. Đây, các bạn. Đây, cho bác một like luôn nhá. Đó, bác cũng chắc phết anh em ạ. Đó đó các bạn nhá, thực sự là bất ngờ về chất lượng của hai cặp loa 40k này của mình. Quá đỉnh anh em ạ, bát đập uỳnh không hề rẻ nha các bạn, cho to hết cỡ không hề rẻ. Thỉnh thoảng thì có hơi tiếng xạo xạo tí nhưng mà chấp nhận được các bạn ạ, 40k quá là ok rồi. Không biết là do chất lượng của loa hay là chất lượng của cái thiết kế của cái thùng này các bạn.
nghe cực kỳ hay. Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.